Tập thành kinh doanh từ năm 15 tuổi, 4 năm sau chàng trai này trở thành ông trùm buôn bán, tự tậu nhà riêng. Dành phần lớn thời niên thiếu của mình để kinh doanh, hiện Linh Đường là ông chủ của bốn nhân viên. Khi thành lập công ty kinh doanh đồng hồ cổ điển Oliver and Club vào cuối năm 2018, Linh Đường La đã lựa chọn một địa điểm giúp anh có thể dễ dàng làm việc trực tuyến vào ban đêm, phòng ngủ trong ký túc xá. Khi ấy, Lyndon laser rớt mới 15 tuổi và đang học năm thứ hai tại trường trung học nội trú ở Kent Hill, Maine, Mỹ. Đó là công việc mà tôi đang làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng công việc nhỏ ấy sẽ phát triển tốt như ngày nay, Lazar rút nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Trên tay đeo chiếc ba Tech Philippe Aguernat vàng 38mm, ông trùm kinh doanh 19 tuổi. Doanh nhân trẻ cho biết khoảng 90% doanh số bán hàng của Oliver Clark đến từ trang web và tài khoản mạng xã hội Instagram của họ. Một phần nữa là đến từ thị trường đồng hồ online nâu 24 Dù không tiết lộ doanh thu của mình, chàng trai 19 tuổi cho biết anh đã bán được khoảng 440 chiếc vào năm 2022, cao hơn gấp đôi so với tổng doanh thu năm 2021. Hiện, Lazerzot là ông chủ của bốn nhân viên, trong đó có hai người làm toàn thời gian và hai người làm bán thời gian. Năm 2021, anh còn tậu được ngôi nhà hai phòng ngủ trên khu phố Loser Canyon, Los Angeles, Mỹ. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi đạt được vị trí nổi bật trong thế giới đồng hồ cổ điển, Lazer cho biết. Trong cuộc trò chuyện gần đây với Johnny W. Job cây bút của tờ báo này đã gọi Linden Đường Zot với cụm từ, ông trùm buôn bán đồng hồ. Phần lớn đồng hồ ở Oliver and Clark là những thiết kế từ thập niên 1980 đổ về trước, trong đó đặc sản của công ty là Rolex. Họ cũng có sản phẩm từ các nhà chế tác khác, bao gồm Adermatt, p Piguet và Vacheron Cường Sở Tantin. Công ty cũng bán dây đeo đồng hồ thủ công được sản xuất với sự hợp tác của nhà sản xuất người Italy. Zinpo Mini Gucci, dây đeo của Morlachwood, được sản xuất tại Pháp. Trung bình, giá của những chiếc đồng hồ Oliver Clark là 40.000 USD, gần 950 triệu đồng. Song người mua cũng có thể tìm thấy những mẫu có giá bán dưới 10.000 USD, 237,3 triệu đồng. Chẳng hạn chiếc Rolex Oyster Perpe Chuo 36mm 1967 bằng thép có giá 4.450 USD, hơn 105 triệu đồng. Việc mức tranh lệch giá ở mức thấp là ưu tiên hàng đầu ở công ty của Lazerzot. Quan điểm của Lazerzot là thả bán 10 chiếc đồng hồ cho 10 khách hàng nhưng vẫn khiến họ cảm thấy hài lòng, công bằng và muốn quay lại mua thêm. Lazerzot lý giải, nhiều đại lý khác, họ có tư duy rằng bán ít đồng hồ hơn nhưng đưa ra mức giá cắt cổ. Đối với tôi, đó không phải là cách kinh doanh trung thực. Doanh nhân trẻ thường duy trì mối quan hệ với khách hàng qua điện thoại, đôi khi đưa ra lời khuyên về việc mua hàng từ các đại lý khác. Giọng nói của Lazertrớt phù hợp với độ tuổi 19 và còn khoảng 2 năm nữa, anh mới bước sang độ tuổi 21. Dẫu vậy, Lazertrớt tự tin rằng kiến thức về đồng hồ của anh vượt trội so với tuổi đời còn trẻ. "Nếu bạn nói chuyện với tôi trong vòng 20 phút, bạn sẽ thấy độ hiểu biết về đồng hồ của tôi. Ngay cả khách hàng của anh cũng công nhận điều này." Nhà sản xuất thu âm Kevin Smith ở Los Angeles cho biết bạn chỉ đặt một câu hỏi cho laser và rồi cậu ấy sẽ trả lời về cả chi tiết trên mặt số. Hay tại sao món phụ kiện này lại được ưa chuộng hơn phụ kiện khác? Khách hàng này đã mua một chiếc Rolex Submariner màu đỏ và một chiếc Audemars Piguet Royal gỗ ốc bằng thép từ Oliver Clark năm 2022. Hay Nicolas Pelzer, nhà quản lý đầu tư từ thiện ở New York đã gặp laser rớt vài năm trước. Người này chia sẻ, tôi từng nghĩ rằng chàng trai này quá trẻ, nhưng cậu ấy rất am hiểu về những tác phẩm đồng hồ này. Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Nicolas Pelzer đã mua chiếc Rolex Daytona bằng vàng trắng 40mm từ Linh Đường Lazarus. đam mê kinh doanh từ nhỏ, lấy tên vật nuôi làm tên công ty. Lazerzot dành phần lớn thời niên thiếu ở Sir Tamford, còn Nick Ticott, Mỹ và Anh từng có vài năm sống ở Los Angeles. Cha của anh, Boris Lazarov là nhà sản xuất sân khấu kiêm luật sư, còn mẹ lo gia là là nhân viên xã hội đã nghỉ hưu. Anh trai Devon, 21 tuổi, hiện là sinh viên. Chia sẻ với Daily W. Time, gia đình là nguồn cảm hứng cho Lindean Lazarov đặt tên cho công ty của mình. Anh chọn Oliver là tên của chú chó đã qua đời mà gia đình rớt từng nuôi, ghép cái tên này với lắc, đơn giản vì Linden thích thế. Anh tìm thấy niềm đam mê đồng hồ trong kỳ nghỉ tới London, anh cùng cha mình hồi tháng 7 năm 2018. Thay vì tận hưởng những địa điểm du lịch, cậu thiếu niên khi đó bị mê hoặc bởi những chiếc đồng hồ trưng bày tại cửa hàng của một nhà bán lẻ đồng hồ Thụy Sĩ. Liên đường laser rất tâm sự, sau chuyến đi đó, tôi biết rằng mình muốn làm gì đó với món phụ kiện này, cho dù là mua hay bán, hay thậm chí là sở hữu một thứ gì đó đẹp đẽ. Không lâu sau, anh gom tiền tiết kiệm của mình, chủ yếu là khoản tiền anh kiếm được từ những công việc lặt vặt và mua một chiếc IVC Ingenie bằng thép. Màu vàng hồng 40mm trên sàn thương mại điện tử với giá 2.800 USD, hơn 66 triệu đồng. Vài tháng sau, Linden Laser rớt bán chiếc đồng hồ và bỏ túi khoản lãi 800 USD, gần 19 triệu đồng. Chàng trai ấy đã tự tìm tòi, nâng cao kiến thức về đồng hồ bằng cách xem các video trên mạng. Rồi anh bắt đầu tạo dựng mạng lưới trong thế giới đồng hồ, tham dự các buổi họp mặt của các nhà sưu tập, lang thang quanh khu trang sức ở thành phố Ni W. Đương nhiên, cha mẹ của Linh đừng thường xuyên đưa đón vì cậu con trai khi đó chưa đủ tuổi để được cấp bằng lái xe. Nicolas Pelzer đã gặp Linh đừng la ở thời điểm đó, nói, điều tôi đánh giá cao ở cậu bé này là dù còn trẻ, cậu ấy đã có niềm khao khát lớn. Ở khía cạnh nào đó, tuổi trẻ có thể là lợi thế của Linden Laser chẳng hạn sự khéo léo của anh trong việc bán hàng trực tuyến. Linden Laser quyết định bỏ học đại học vì cho rằng anh có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn so với công việc của sinh viên mới ra trường. Sau khi tốt nghiệp trung học được một năm, chàng trai này quyết định chuyển đến Los Angeles vào năm 2021, theo Journey W. York Times.